oản tu tê này. Đấy, anh đã bảo ra rùi rồi. Cởi ra đi anh. Ờ, anh nói yêu em, thế mà sao anh còn đi thả thính cô gái? Thế mà anh còn nói em là duy nhất trong trái tim anh. Thì trái tim nó có nhiều ổ nhá, nó có nhiều ngăn, em duy nhất trong một ngăn một ổ là được rồi. Cái đồ bắt cá hai tay, bắt chẹt hai chân. Ôi giời ơi, này, thế cô thì làm sao hả? Cô không thả thính câu dai thì còn lâu cô mới đớp thính của tôi nhá. Thế mà ngày nào cũng hát em chỉ yêu mình anh. Cô có biết cái giọng cô như lệ rơi không? Mà ngày nào tôi cũng phải bóp mồm bóp miệng để tôi khen đấy. Đã phải người như thế á thì chia tay đi. Chia tay thì chia tay. Cô tưởng tôi không yêu được ai đi. Xấu có cái đẹp của xấu nhá. Giả dép bố về. Giả dép bố về. Giả dép bố về. Ok, ngồi đây lâu học tập lắm rồi. Anh Triệu, đi về.